chiều nay huyện nho quan đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức lễ khánh thành công trình trường tiểu học thượng hòa công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai đến dự có đồng chí phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư chủ tịch hội đồng quản lý quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đồng chí trần song tùng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo một số sở ngành và huyện nho quan đây là một trong 120 công trình quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ xây dựng trong thời gian qua, bao gồm hỗ trợ xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế xã, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Ngoài việc phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, công trình sẽ là nơi tránh trú bão cho các em học sinh và người dân địa phương. Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai kết hợp nhà lớp học tại trường tiểu học Thượng Hòa được đầu tư xây dựng với quy mô 2 tầng 8 lớp, diện tích xây dựng hơn 400m2 và một số công trình phụ trợ được khởi công tháng 5 năm 2021, tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng trong đó quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ 3 tỷ đồng, ngân sách huyện đối ứng 4,5 tỷ đồng. Việc bán giao đưa vào sử dụng công trình góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp học, đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhân dịp này, các vị đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường tiểu học Thượng Hòa.